Nhận định Sài Gòn với Quảng Ninh, 18 giờ ngày 8 tháng 7, vòng 14 V-League, sân Thống Nhất, sân khách là hạn chế với Quảng Ninh trong mùa giải này. Trải qua 7 chuyến hành quân từ đầu giải, thầy trò Phan Thanh Hùng chỉ 2 lần ca khúc khải hoàn. Cập nhật thông tin kèo, đội hình ra sân. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin mới nhất về bóng đá. Cách đây hơn 1 tuần, Quảng Ninh đã bị Hoàng Anh Gia Lai đá văng khỏi cúp quốc gia sau loạt sút luân lưu 11m. Thế nên, V-League trở thành mục tiêu duy nhất của đội bóng đất mỏ ở mùa giải 2019. Khép lại giai đoạn lượt đi, đoàn quân của huấn luyện viên Phan Thanh Hùng đứng 3, ít hơn đội đầu bảng Thành phố Hồ Chí Minh 6 điểm 21 so với 27. Ở trận đầu tiên của giai đoạn lượt về, Quảng Ninh sẽ làm khách của Sài Gòn FC để hướng tới mục tiêu cao hơn ở mùa giải 2019. Thời gian qua, Sài Gòn FC đã quyết định thay máu ngoại binh. Quyết tâm của đội bóng Sài Thành có thể đem đến nhiều khó khăn cho các đối thủ còn lại, bởi xét về tổng thể, họ là một đội bóng có lực. Trở lại với Quảng Ninh, dù đứng thứ 3, nhưng vấn đề của đội bóng đất mỏ là khả năng duy trì sự ổn thấp. Điều đó được thể hiện rõ qua sự thất thường về mặt kết quả. Đơn cử như 6 vòng vừa qua, thầy trò Phan Thanh Hùng thắng 2, hòa 2, thua 2. Xét theo thành tích kèo, họ chỉ 2 lần mang lại niềm vui cho giới đầu tư. Sân khách cũng là hạn chế với Quảng Ninh. Trải qua 7 chuyến hành quân từ đầu giải, Hải Huy và đồng đội chỉ 2 lần ca khúc khải hoàn, trong khi 3 lần rơi vào cảnh trắng tay và 2 lần bị cầm hòa. Ở hoàn cảnh đó, đừng nói tới 3 điểm, nếu thi đấu thiếu tập trung, Quảng Ninh hoàn toàn có thể nếm trái đắng tại Thống Nhất.